Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với video mới của mình. Và đầu tiên thì sorry mọi người là ở tuần trước mình không có post một cái video nào cả. Thực ra thì là ở nguyên cả một cái tuần trước ấy, mình đã dành ra cả một tuần chỉ để test lại những cái concept mà mình đã từng sử dụng rồi. Thực ra nó khá là lâu, rất là lâu rồi mình không review sắp tóc cả. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn những cái sản phẩm của Byvillain. Ở trên tay mình đây là đang có 3 lọ của Byvillain, bao gồm là Gold Digger, Sliver Fork và Dynamite Clay. Mình sẽ chỉ review con Gold Digger này thôi. Thì cái sản phẩm kia thì mình sẽ hẹn mọi người ở cái clip sau, ok. Đầu tiên là như mà mọi người đã biết mình từ cách đây, từ hồi mà mình mới làm YouTube ấy, thì thực sự là lúc đấy Byvillain vẫn rất là hot. Cho tới những khoảng 2 năm gần đây thì Homebrew Việt Nam làm ra thì nó lại khá là nổi. Đồng nghĩa là những cái việc là những cái concept hãng nước ngoài như này nó bị quên mất. Lúc đầu ấy thì mình cứ nghĩ là Byvillain đã không còn một cái sản phẩm nào ở Việt Nam cả. Cho nên là mình đã rất là may mắn mình tìm mua cái sản phẩm này ở tại Tony Store, ở một trong những cái chi nhánh bán sáp vuốt tóc ngoại chính hãng 100% mà ở trong Sài Gòn. Thì đầu tiên mình với cả các bạn sẽ cùng đi về thiết kế của sản phẩm. Đây là một trong những cái hũ sáp cùng với cả cái thiết kế mà nó thực sự rất là đơn giản. Hầu hết những cái sáp vuốt tóc ở hiện tại nhá, là các bạn đều để ý là nó đều có một cái hình của một cái nhân vật nào đó, hoặc là một cái trừu tượng, một cái hình thể nào đó nó đưa vào cái lọ sáp này, label này. Cái label của Byvillain này nó làm thực sự rất là đơn giản, nó không có một cái hình thù gì cả, nó chỉ có đúng chữ là chữ thôi. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái chữ Byvillain Gold Digger, được in vàng cái chữ Gold Digger này lên, được in bóng cái chữ Gold Digger này lên thì trông khá là sang chảnh. Và thực chất thì để mà nói, để mà đúng ra ấy, thì những cái sáp vuốt tóc của nam thì thường là nên làm đơn giản thôi, bởi vì là cá nhân cái phái nam như anh em mình thì thường là sẽ không cầu kỳ, quá là cầu kỳ cho cái việc là chọn label cũng như là chọn sáp. Thực ra cũng có một cái đợt mà mình khá là điên là mình thích sưu tầm những cái label đẹp này. Mình nhá, mình có rất là nhiều những cái sản phẩm của Byvillain này luôn. Mình có thể nói là mình đã sử dụng hầu hết tất cả những cái sản phẩm của Byvillain rồi, từ dầu gội này, các loại pre-styling mình đều sử dụng hết rồi. Byvillain còn có thêm cả một cái dòng nữa là dòng limited edition, nhưng mà thực ra thì cái loại đấy mình vuốt nó chả khác gì cái loại này cả. Mình thấy là có mỗi là cái label nó khác mà cái màu nó khác đi thôi. Về cái mil của cái lọ sáp này là 58 mil và được sản xuất trực tiếp tại Đan Mạch. Đầu tiên sẽ là về cái mùi hương nhá. Thực sự đây là một cái mùi hương mà nó khá là fresh, nó ngửi, làm các bạn ngửi ấy, nó kiểu như một chút mùi hoa quả, kiểu mùi nó hơi chua chua, kiểu là mùi nó hơi thơm thơm mà nó lại hơi kiểu, nói chung là nó cân bằng giữa các mùi với nhau và ngửi thực sự rất là thơm. Mình chưa gặp một cái lọ sáp nào mà nó có một cái mùi hương mà nó lại đặc biệt đến như vậy. Ngoài ra thì cái bản mùi limited edition ấy nó còn thơm hơn rất là nhiều, nhưng mà cái bản limited edition đó thì hình như là không được sản xuất nữa hay sao ấy, cho nên là nó chỉ bán được cái bản đại trà màu đen này thôi. Nhưng mà mùi thơm các bạn ạ, mình ngửi từ nãy giờ rất là bánh cuốn, mình không thể nào mà thoát khỏi cái mùi luôn. Ở về chất sáp của nó thì như các bạn có thể thấy ở đây rồi, là một cái chất sáp màu kem, màu trắng. Khi mà các bạn lấy sáp ra tay cũng như là break down thì nó khá là dễ. Cái đặc điểm của con này là nó hơi dính một chút, cho nên là mình khuyên các bạn là khi mà các bạn vuốt tóc ạ, chúng ta sẽ nên chia nhỏ ra để vuốt. Ví dụ như là một lần của các bạn vuốt sáp là một scoop, một đốt ngón tay, thì bây giờ chúng ta sẽ chia ra làm 2 là 3 lần, những cái lần nhỏ lại để thì để cho các bạn vuốt tránh tình trạng bị bết. Mình nói thật với cả các bạn, như ngày xưa ấy thì mình cũng không thích Byvillain đâu, bởi vì là vuốt lên nó khá là bết. Nhưng mà đến cái thời gian ở đây mình biết cách vuốt hơn về cái con Byvillain Gold Digger này rồi, mình đã thử khá là nhiều cách rồi, thì cái cách mà mình thấy là nó hữu nghiệm nhất đó chính là các bạn hãy chia nhỏ những lần vuốt ra để nó vuốt nó không bị bết và nó khá là đẹp. Về cái sáp này thì mình thấy là nó phù hợp với tất cả các loại tóc luôn. Vuốt lên tóc thì nó khá là nhẹ, nó không bị nặng như những cái con clay khác. Đây cũng có thể gọi là một con sáp cream, creamy, cho nên là các bạn break down hay các bạn vuốt lên tóc thì nó khá là nhẹ. Mình nghĩ là nó phù hợp với những các bạn từ tóc mỏng, không quá thưa, tóc mỏng trung bình hoặc là tóc trung bình như mình. Còn nếu như những bạn mà dày hoặc là tóc bị dễ che thì mình nghĩ là không hợp với cả con Byvillain Gold Digger này đâu. Nhưng mà các bạn muốn test thử những cái sản phẩm của Byvillain thì các bạn có thể đến Tony Store để test. Mình nhớ như ngày xưa ấy, bây giờ hiện đại hơn rồi, bây giờ thì hiện đại hơn rồi, nhưng ngày xưa ấy mình muốn mua ấy là mình phải mua sáp vuốt tóc chiết về, những cái con Byvillain chiết mình mua là 40.000 5g về mình vuốt thử, mình thấy không hợp lý lắm. Nhưng mà cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình vuốt cái con này là khi mà vuốt lên tóc nó sẽ hơi ẩm một chút thôi, nó không quá là ẩm đến nỗi gọi là gây bết. Mình chia ra làm 2 lần ở đây, mình chia 2 làm ra là 2 lần, mỗi lần mình dùng nửa đốt ngón tay, thì nó sẽ
ăn sáp vào đầu mình hơn và nó không bị bết. Và độ dính của nó thì cũng khá là tốt, cho nên là chúng ta có một cái texture nó khá là tự nhiên ở đây, như ở trên tóc mình đây luôn. Là mình đang vuốt bằng con Bivalent thì các bạn có thể thấy là cái texture cho ra khá là nhiều. Một cái điều mà các bạn nên biết là cái con Golden Girl này, nó là cái độ bóng của nó là không độ bóng. 15 phút đầu khi mà các bạn vuốt lên ấy thì đầu của bạn nó sẽ hơi bóng một chút thôi. Cái cảm nhận của mình mà mình thực sự rất là thích cái con này là nó có một cái sự linh hoạt ở trên tóc của mình. Ví dụ như trước ấy mình thường xuyên là vuốt những con sáp clay. Mình đã một thời rất thích clay, nhưng mà cho đến khi mà mình thấy tóc mình quá là khô, mình đã thử đổi qua cái con Golden Girl này khoảng một tuần nay rồi, thì mình thấy là tóc mình đã hồi phục hơn một chút rồi, là nó không bị quá là khô. Và gội đầu ấy, gội rửa rất là dễ. Và về khả năng hút dầu thì mình thấy là cũng có một chút. Khi mà mình vuốt lên ấy thì mình hoạt động thì mình thấy là tóc mình khá là suôn mượt. Và bao nhiêu lâu nay rồi mình chưa vuốt một cái sản phẩm sáp vuốt tóc nào mà sờ vào đầu và khi mà các bạn nhìn vào ấy nó sẽ lại có một cái hồn của tóc. Bởi vì là trước đấy mình toàn vuốt những cái sáp clay thì nhìn vào tóc chỉ là only là sa mạc, only là khô đét thôi. Còn những cái sản phẩm của Bivalent này thì nó hỗ trợ cho các bạn thêm một chút về độ ẩm. Và về cái độ giữ nếp của nó thì thực sự nó là rất là trâu bò. Mình vuốt tóc này, mình để đi ngủ này, mình để đúng 24 giờ mình mới gội đầu, thì oh my god man, mình thấy là nó vẫn, đầu mình vẫn có một cái form tóc của Modern Quiff và texture hold vẫn như vậy. Nó chỉ có điều là nó form tóc của mình nó không được ổn định thôi, nghĩa là nhiều lúc nó sẽ, những sợi tóc này sẽ rơi xuống này, nhưng mà không sao, mình restyle lại nó vẫn cứ là ăn vào tóc mình. Và mọi người có thể thấy luôn, đây là texture của con Bivalent Golden Girl này, nó cho ra khá là nhiều và nó khá là tự nhiên. Mình khá là ưng cái texture này, mình không có, và mình không đòi hỏi quá nhiều về texture, bởi vì là mình thấy texture này quá là đủ với cả mình rồi. Và chắc là đây sẽ là những cái loại sáp vuốt tóc đồng hành cùng với cả mình, và khả năng cao là mình sẽ đổi qua những cái sản phẩm của Bivalent này để mình vuốt, bởi vì là mình thấy khá là ưng. Trước đấy thì thực sự đúng là Bivalent bị chê ở Việt Nam khá là nhiều. Cái giá của nó hiện tại đang là giảm đi khá là nhiều so với ngày xưa rồi. Ngày xưa mình nhớ y nguyên ấy, mình mua một cái lọ Golden Girl này đâu đó phải rơi khoảng tầm 550 cho tới 600, mà hiện tại thì Tony Store đang bán nó với giá chỉ 430.000. Về chi tiết thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể click vào đó để biết thêm về những cái sản phẩm của sáp vuốt tóc Bivalent này. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel cho mình. Và nhớ là đừng quên bấm vào nút chuông bên cạnh để có thêm những cái thông báo mỗi khi mà mình up video mới lên. Và hẹn các bạn tất cả mọi người ở những video sau. Peace!